đây là khu vực Đức An, Đắk Song quý vị ạ, thuộc về Đắk Nông luôn. Đây là thị trấn Đức An đấy. Mình vừa đi qua khu vực chợ Đắk Song luôn. Trời bắt đầu có hột mưa quý vị ạ. Con đường quốc lộ 14, đường Hồ Chí Minh xưa, ngày nay thì còn có đường còn gọi là CT02 nữa. Có những ngôi giáo đường nằm trên sườn đồi, trên đỉnh đồi, và xa xa là những con quạt gió rất là đẹp quý vị ạ. Anh thấy ở đây thì thuộc khu vực Đắk Song, Đắk Nông luôn. Kính mời quý vị ghé ngang tham quan một ngôi thánh đường trên đỉnh đồi xem như thế nào nhé. Ngôi thánh đường nằm trên đỉnh đồi, cao lắm, gọi là nhà thờ Hòa An quý vị ạ. Đây, đi con đường đất này để lên cổng nhà thờ. Có thể là người ta đi con đường khác nữa, nhưng mà đây con đường chính này quý vị này. Nhìn đây là phía bên hông của ngôi thánh đường, nhà thờ Hòa An. Ngôi thánh đường cũng có hình chữ T, các cái góc nhô ra thì có thanh giá ở trên đỉnh, góc nhọn. Nhà thờ thì có một tầng nền thì cao khoảng 1m2 đến 1m4 ấy. Ở trên thì có hai ban công quý vị nhỉ. Ở trên này tháp chuông thì gồm có 3 tháp liên kết với nhau. Cũng cao lắm quý vị này, rất là cao. Điểm độc đáo là ngôi thánh đường cao, nhìn ở đây đã cao rồi, và nhìn từ xa thì lại nằm trên một đỉnh đồi nổi bật ở trên khu vực Đắk Song đây quý vị ạ. Ở trên cùng là tượng thánh. Phía bên nhìn vô thì phía bên tay phải là gia đình thánh gia, đền thánh gia đình thánh gia. Bên này là khăn thấy tượng Đức Mẹ Bê Chúa Giêsu quý vị này, trên một cái nền non bộ cũng giống như hàng đá quý vị này. Ngôi thánh đường thì cao đây quý vị này. Giáo xứ Hòa An thì được thành lập chính thức vào năm 2005. Bổn mạng của giáo xứ là thánh Giuse Thợ, và ngày nay thì giáo xứ có khoảng hơn 2.000 giáo dân, chia tới thành tới 17 giáo họ. Và quý vị ạ, có điểm đặc biệt là giáo xứ được hình thành vào năm 1997 ấy. Lúc ấy thì có 4 người, gồm có ông Giuse Nguyễn Công Chính, ông Đa Minh Nguyễn Văn Sự, ông Vinh Sơn Lâm Văn Thảo, ông Giuse Lê Trung Điển, là những người công giáo sùng đạo sống tại địa phương này. Vào mùa hè năm 1997, nhóm 4 ông đã tự vận động bà con trong xóm lập một nơi cầu nguyện và làm nền tảng nòng cốt cho giáo điểm. Và sau này thì 2005 thì thành giáo xứ như hiện nay. Năm 1997 đó thì nhóm 4 ông đã đi khai phá phát lau sậy, rồi khởi công san ủi một diện tích nhỏ trên ngọn đồi ở đây. Khu vực này thì hiện nay thì thuộc về địa chỉ là thôn 11, xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông đây quý vị này.
ngôi thánh đường và những ngôi thánh đường khác quanh đây nằm trên những đỉnh đồi nhìn xa rất là nổi bật. Có thể nói là nơi mà khu vực quanh đây đâu cũng nhìn thấy quý vị, rất là độc đáo. Quý vị tham quan thêm một vài khung cảnh nhé.